hướng tới phát triển thương mại điện tử bền vững. Trên thực tế, vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử không chỉ được điều chỉnh tại các văn bản khác, mà tại văn bản pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đã được nhấn mạnh và quy định theo sát thực tế của hoạt động thương mại điện tử. Theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì không chỉ các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa